Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng chanh không hạt nha các bạn. Thì bữa giờ thì mình cũng lo tập trung về mình chia sẻ cho các bạn về cách trồng bí á, nên mình không có thời gian. Hiện nay rảnh thì chia sẻ cho bạn về kỹ thuật trồng chanh ha. Và chanh của mình đang trồng hiện tại là mình đang trồng cái giống chanh là không hạt nha các bạn ha. Trái nó ra chùm chùm luôn á. Đây các bạn xem nè. Thì một chùm như vậy các bạn, bạn hái một lần nó rất là mau mau có ký. Thì cái giá chanh mà hiện tại bây giờ các bạn mà mình bán tại vườn thì nó cũng rẻ lắm. Nó chỉ được có 4.000 thôi. Còn mà mình bán lẻ các bạn thì mình tự mình hái mình bán lẻ thì nó được 6-7.000. Và chanh cái này là mình trồng ngay được là 2 năm rồi nha mọi người ha. Nó cao khoảng đâu mét mấy rồi đó. Và cái khoảng cách trồng các bạn thì ở đây là mình trồng là 2,5 m cho một gốc ha. Còn mấy cái chánh chanh này thì mình mới trồng lại. Hôm nay hôm bữa là mình trồng nó bị chết nhát á, rồi mình có tự bầu ra rồi mình trồng lại. Cái giống chanh này các bạn, cái ưu điểm của nó là nó không có gai nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó ít bệnh lắm, hầu như là mình không thấy nó bệnh cái gì luôn á. Mình chỉ đi phân thôi chứ xịt sâu sơ thôi à, chứ không có mà xịt nhiều như những cái loại chanh khác các bạn, nó bị thung lá nè, rồi nó bị sâu dễ bùa nè, nói chung rất là nhiều loại bệnh luôn á. Ở đây thì mình cũng có trồng xen một số loại chanh khác vô, nhưng mà đa số thì mình chỉ trồng về cái chanh không hạt thôi. Mình thấy nó ra trái hầu như là quanh năm luôn các bạn. Nếu mà cái cây nào mà nó không có ra trái nhiều các bạn thì mình chỉ việc mình rút nước nó thôi, rồi sau đó khoảng đâu 15 ngày sau các bạn, cái mình bắt đầu là mình bón cái phân 20-15 vô, cái phân ba màu á. Rồi có điều kiện nữa thì mình sẽ cộng cái hàng canxi vô. Rồi cái mình tưới nước đều lại là nó sẽ ra bông kết quả ha. Đây các bạn, vườn của mình nè. Bên kia là mình trồng cái bắp tay. Còn cái đám bưởi ở mấy dưới bên đây nè, thì mình xen canh với bí hồ lô. Thì bữa giờ các bạn xem thì các bạn cũng thấy rồi. Còn này là những cái mương chứa nước của mình nè. Đây nè, bên đây mình có một cây chanh nó đang bị chết nhát nè. Do bữa giờ nó ngập nước với lại với nhũi các bạn. Nó cắn rễ á, thành ra nó chết. Tại vì mình không có thời gian, nó có mình với cha mình nè. Làm không có kịp. Cái đám này á, lúc trước là mình xen canh với cây cà pháo luôn á. Mà đợt này á, thì cà pháo nó rẻ dịch bệnh á, thành ra là mình không có trồng lại. Bây giờ mình mới chuẩn bị thôi à. Bây giờ dịch nó cũng mới rãng rãng á. Đây các bạn xem chanh nè. Thấy không? Anh em nào muốn trồng á, anh em ra mấy cái chỗ mà bán cây giống á, anh em nói là bán cho giống chanh không hạt mà loại trái xanh là nó sẽ ra chùm chùm nha. Tại vì chanh không hạt này á, mình không biết á, là người ta bán cho mình những cái loại mà chanh mà trái nó vú 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 nó vàng vàng, nó cũng không hạt nữa, nhưng mà nó dở lắm. Cái loại chanh đó nó bệnh nha, nó không có kháng bệnh đâu. Thấy không nè, để mình quay cho rõ rõ tí nha. Đây nè, anh em xem là nhìn mê liền, anh em mà trồng chanh là nhìn mê liền ha. Ở đây mình không có xịt thuốc gì nhiều các bạn, chỉ đi phân thôi, chứ sẽ lâu lâu mình xịt sâu thôi. Còn muốn cho nó bóng á, mình mua cái vali á, cái bình mà vali nó 5 lít á, rồi mình về mình pha với nước mình đó, mình xịt cho nó đúng liều vô là ra trái chanh bóng à. Mà cũng không cần nữa các bạn, chanh này nó đã tốt sẵn rồi. Còn anh em nào mà trồng chanh á mà nó không có dược á, nó yếu mà trồng cả năm rồi mà nó chanh mà nó không lên á, anh em cứ cộng cái GA3 cho mình vô. Mua cái hàng đề cao mông á với hàng rầu riếp, hàng GA3 mình hay xịt trên bầu bí đó, cứ trộn vô xịt nó dược ầm ầm liền. Nhưng mà song song đó thì anh em phải bón phân ha, tận cho nó phát triển. Chứ mà anh em mà xịt đó sẽ vô mà không có dinh dưỡng á là cây mình nó yếu. Cứ đi phân ba màu là ok, phân 20-15 á, tại vì trong đó là nó có cái phần là kali á, nó cứng cây lắm. Còn chanh như thế này là chanh vạt nè anh em.
chanh này nó rẻ lắm, mình hái bán cho mấy cái chỗ mà tiệm hủ tiếu á, bán rẻ. Còn chanh đẹp đẹp, chanh loại nhất ha, tại vườn nha, thì lái nó lấy có 4.000 thôi. Thời điểm hiện tại nha, có thời điểm thì nó giá cao lắm, nhưng mà trồng chanh không hạt này á, bảo đảm đường nào là mình cũng lợi các bạn, tại vì mình không có xịt phân thuốc nhiều. Rồi mình đang trồng 100 cây chanh bông tím kìa, trời ơi nó quán đọt từ lưa luôn, đang trồng xen dưới đây cái đám bí ở mấy dưới xịt riết mát luôn. Mà mình trồng thử có 100 cây thôi à, mai mốt mình cũng chiết chanh này ra mình trồng. Mình đang trồng ở dưới cái đám bắp tay á, mình đang trồng xen canh cái chanh không hạt này nè. Đợi cái bắp tay xong là mình dưỡng lại cái đám chanh. Là đám chanh đó là mình tự chiết ở nhà luôn á. Cái này dễ lắm các bạn, mình cứ canh nó vào cái mùa mưa đó. Cứ bầu cho nó, lấy sơ dừa mình ngâm ở dưới đìa đó. Ngâm nó khoảng đâu tuần lễ cho nó mất đi cái độ chát ha. Rồi cứ cạo vỏ quấn bầu là lụm thôi. Nó khoảng đâu là hơn nửa tháng là bắt đầu nó ra rễ rồi. Cái mình cắt nó vô giùm ươm á. Rồi cái mình trồng thôi. Nè, cái này thì cũng trái chanh rồi bạn thấy không? Khúc này thì cũng nhỏ. Ở đây là mình á, mình bón phân định kỳ, mình chỉ mua cái phân bò á các bạn. Phân bò mình để nó quay mục á. Có tiền nữa thì mình ủ với Trico Đạt Ma, nó đâu mấy tháng đi rồi mình úp nó, còn không thì cứ mua phân bò về đổ nó được lắm, được hết ráo à. Rồi sau đó mình kết hợp với mình mấy vụ mà lúa đó, mình lấy rơm ủ nó. Ở đây mình có sẵn mớ rơm rồi, nhưng mà chưa có thời gian làm kịp, cứ cắt cỏ xong rồi cái ủ gom. Đây các bạn gom nè, thấy không, mình cũng thủ một bữa để nó nhiều lắm, mà mưa đợt này á nó nhũng xuống luôn, tại vì mình ít làm về chủ đề trồng chanh lắm, tại vì các bạn cũng ít xem á, tại vì cái lượng người trồng nó ít, thành ra mình ít làm chẳng như các bạn không có like, cũng không có chia sẻ lên Facebook, Zalo gì đó, mình cũng nản. Chủ yếu mình là chia sẻ cho các bạn về những cái loại mà các bạn hay trồng thôi. Còn dạng như chanh này nó lâu lâu mình chia sẻ kỹ thuật cho các bạn. Hoặc là các bạn có câu hỏi nào đó thì các bạn bình luận ở dưới video mình á, thì mình sẽ làm video mình trả lời thôi. Chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm thôi, chứ mình cũng không có giỏi gì hết. Tại vì cái giống chanh này nó dễ lắm, nó không có bệnh gì các bạn. Còn ví dụ như lâu lâu nó bị vàng lá như vậy nè, do ảnh hưởng của bộ rễ đó, trời mưa nhiều. Để mua Antracon xịt với bơm gốc cái thằng Ridumin cho nó. Thằng Ridumin bơm thoải mái, tại vì trên chanh này nó bơm thoải mái nha mọi người ha. Nó không có nóng như trên bí bầu á, thì mình phải giảm liều thì nó mới ok được. Ở đây nè, nó anh em xem vườn của mình ha, tại lâu rồi mình không quay cho anh em xem. Này nay là vườn nó được 2 năm rồi. Trước mình quay cho bạn xem thì nó tầm khoảng đâu 9 tháng tới 1 năm gì đó, mình không nhớ. Đây các bạn. Đây mình trồng cũng nhiều thứ lắm, cái một chút. Ví dụ như cái này nó rớt giá thì có kiểu nó gịch lại. Chứ không có trồng chết một thứ. Chanh cũng trồng một mớ nè, bắp tay cũng trồng một mớ nè, cà pháo nè, rồi bưởi nè, rồi bầu, rồi bí nè, mướp nè. Lặt vặt vậy đó. Chung là dân nhà quê mà các bạn. Thì mình phải trồng nhiều thì mình mới có ăn được. Chứ trồng có một loại mà nó không có được giá thì thành ra mình bị lỗ tiền vốn rồi hậm cả tiền công nữa các bạn. Như đợt dịch đó, anh em thấy không? Anh em người ta trồng ở dưới đây, người ta hầu như là muốn bỏ rẻ luôn, như thanh long đó anh em. Trồng bỏ luôn, còn ở trên Sài Gòn thì ta không có mà người ta ăn. Thành ra cũng khó khăn lắm. Ở quê thì nó ngay thì nó đỡ hơn tí. Đây chanh anh em, chanh này thì khoảng đâu 2 tuần nữa là mình hái được rồi, nó chưa có bóng mấy, nó chưa có nước. Chanh này cái nhược điểm của nó là nó ít nước, nó ít nước thôi so với những loại chanh như là chanh bông tím, nhưng mà được cái trái nó bự hơn, mà khi mà mình thu hoạch đó các bạn, nó không có gai anh em thấy không, mà trái nó chùm nữa, nó không có gai nhiều. Còn chanh giấy ra trời ơi, gai thì thôi luôn, trái nhỏ 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 mà gai thì thôi luôn, mà nói ngay thì trái nhiều. Hái chanh đó mình phải dùng cái cây thọc đó các bạn, mình thọc nó chứ mình hái tay chết luôn á. Chanh này thì mình chỉ cần lấy cái xô thôi và mình đi hái thôi, mình mua bịch 10 kg vậy á,
bỏ chất đó là kêu lái nó lại nó lấy dễ lắm. Rồi hôm nay là chia sẻ cho bạn vậy ha, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về cách trồng chanh thôi, cơ bản nó nói chuyện cùng các bạn thôi. Rồi bạn nào quan tâm hãy đăng ký kênh của mình nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.